Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền bèn từ tam muội này mà dậy. Khi từ tam muội này dậy, thì lập tức từ tất cả biển môn tam muội nhiều như số hạt bụi thế giới hải đều dậy. Lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền lập tức từ tam muội nhất thiết trừ Phật tỷ lô giá na như lai tạng thân mà dậy, tức là từ tất cả biển môn tam muội nhiều như số hạt bụi thế giới hải đều dậy. Đó là từ môn tam muội trí thiện xảo biết ba đời tất cả pháp giới hết thảy hạt bụi mà dạy từ môn tam muội hiện ra tất cả cõi phật ba đời mà dạy từ môn tam muội hiện ra tất cả phòng ốc của chúng sinh mà dạy từ môn tam muội biết biển tâm của tất cả chúng sinh mà dạy từ môn tam muội biết tên khác nhau của tất cả chúng sinh mà dạy từ môn tam muội biết xứ sở khác nhau trong mười phương pháp giới mà dạy từ môn tam muội biết trong tất cả hạt bụi đều có vô biên mây thân phật rộng lớn mà dạy từ môn tam muội dễ nói tất cả biện pháp lý thú mà dạy. Bồ tát phổ hiền từ các thứ tam muội xuất định, từ môn tam muội trí huệ thiện xảo biết niệm niệm của tất cả chúng sinh ba đời chẳng khác biệt mà dạy. Từ môn tam muội hiện ra ba đời tất cả cõi phật mà dạy. Từ môn tam muội hiện ra tất cả phòng ốc của chúng sinh mà dạy. Từ môn tam muội biết biển tâm của tất cả chúng sinh mà dạy. Biển tâm của tất cả chúng sinh. Bồ Tát cũng đều biết đều thấy, vì tâm niệm của chúng sinh đều từ trong định của Bồ Tát bao quát hết. Từ môn tam muội biết tên khác nhau của tất cả chúng sinh mà dạy. Từ môn tam muội biết tất cả xứ sở khác nhau trong mười phương pháp giới mà dạy. Từ môn tam muội biết trong tất cả hạt bụi đều có vô biên mây thân Phật rộng lớn mà dạy. Từ môn tam muội sẽ nói hết tất cả biện pháp lý thú mà dạy. Khi Bồ Tát phổ hiền từ các tam muội như vậy mà dạy thì các Bồ Tát khác ai nấy đều được biển mây tam muội nhiều như số hạt bụi thế giới hải, biển mây Đà La Ni nhiều như số hạt bụi thế giới hải, biển mây các pháp phương tiện nhiều như số hạt bụi thế giới hải, biển mây môn biện tài nhiều như số hạt bụi thế giới hải, biển mây tu hành nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Khi vị Bồ Tát phổ hiền từ mười thứ tam muội như ở trước đã nói xuất định thì các Bồ Tát khác cũng đắc được pháp ích vì bồ tát phổ hiền vào tam muội nhất thiết chư phật tỷ lô giá na như lai tạm thân bồ tát phổ hiền biểu diễn định này thì các ngài cũng chịu ảnh hưởng tự nhiên đắc được lợi ích của định này mỗi vị bồ tát đều được biển mây tam muội nhiều như số hạt bụi thế giới hải lại được biển mây Đà la ni nhiều như số hạt bụi thế giới hải lại đắc được biển mây các pháp phương tiện nhiều như hạt bụi thế giới hải lại đắc được biển mây tu hành nhiều như số hạt bụi thế giới hải biển mây trí quang minh chiếu khắp pháp giới tất cả tạng công đức của như lai nhiều như số hạt bụi thế giới hải biển mây phương tiện tất cả các lực trí huệ chẳng khác biệt của như lai nhiều như số hạt bụi thế giới hải trong tất cả lỗ lông của như lai đều hiện ra biển mây các cõi nhiều như số hạt bụi thế giới hải mỗi bồ tát thị hiện từ cung trời đầu xuất hạ sinh thành Phật, truyền bánh xe tránh pháp vào Niết Bàn, các biển mây nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Mỗi vị Bồ Tát lại được biển mây trí quang minh, chiếu khắp pháp giới tất cả như lai công đức tạo, nhiều như số hạt bụi thế giới hải, lại được biển mây phương tiện, tất cả các lực trí huệ chẳng khác biệt của như lai, nhiều như số hạt bụi thế giới hải, lại được trong mỗi lỗ lông của tất cả như lai, đều hiện ra biển mây các cõi, nhiều như số hạt bụi thế giới hải lại được mỗi vị Bồ Tát đều thị hiện từ cung trời đâu xuất, hạ sinh thành Phật, chuyển bánh xe chánh Pháp và Niết Bàn, các biển mây nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Như trong thế giới này, Bồ Tát phổ hiền từ tam muội dậy, các Bồ Tát chúng đều được lợi ích như thế. Như vậy tất cả, thế giới hải và trong mỗi hạt bụi, hết thảy số hạt bụi của thế giới hải đó cũng đều như thế. Ở trong thế giới hít ta bà này, Bồ Tát phổ hiền từ tam muội xuất định, thì Bồ Tát Phổ Hiền trong thế giới hải khác đồng thời cũng từ tâm muội xuất định. Đại chúng Bồ Tát nhiều như số hạt bụi thế giới hải đều đắp được đủ thứ lợi ích biển mây. Giống như tất cả thế giới hải đã nói ở trước và trong mỗi hạt bụi, hết thảy số hạt bụi trong thế giới hải đó đều có cảnh giới như đã nói ở trên, cho nên nói trong mỗi hạt bụi đều là như vậy. Bây giờ mười phương tất cả thế giới hải nhờ sức oai thần của chư Phật và sức tam muội của Bồ Tát phổ hiền, thầy đều chấn động nhẹ mỗi mỗi thế giới, đều dùng các châu bóng trang nghiêm và vang ra âm thanh vi diệu diễn nói các pháp và trong đạo tràng chúng hải hội của tất cả như lai các mưa xuống bởi thứ mây mani vương. Lúc đó mười phương tất cả thế giới hải nhờ đại oai thần lực của tất cả chư Phật mười phương ba đời và sức tam muội của Bồ Tát phổ hiền cho nên mười phương tất cả thế giới hải đều có chấn động nhẹ, đây là khiến cho chúng sinh tỉnh ngộ, đừng mê hoặc nữa, phải thấu hiểu thế giới là vô thường, tương lai thế giới sẽ hủy diệt. Trong mỗi thế giới đều dùng bảy báu để trang nghiêm, lại vang ra âm thanh êm tai, vi diệu để dễ nói các pháp. Và ở trong biển đạo tràng chúng hội của tất cả chư Phật, các mưa xuống mười thứ mây mani vương trông như ý, tốt đẹp các tưởng nhất. Những gì là mười đó là mây mani vương diệu kim tinh tràng, mây mani vương quang minh chiếu sáng, mây mani vương luân Báu rủ xuống, mây mani vương các tạng Báu hiện tượng Bồ Tát. Mây mani vương khen ngợi danh hiệu Phật, mây mani vương quang minh mãnh liệt, chiếu khắp tất cả đạo tràng cõi Phật, mây mani vương quang minh chiếu mười phương đủ thứ sự biến hóa, mây khen ngợi công đức của tất cả Bồ Tát, mây mani vương mãnh liệt như mặt trời mây mani vương âm thanh duyệt ý lạc nghe khắp mười phương hiếu kính là mười thứ mây mani như thế nào một mây mani vương diệu kim tinh tràng hai mây mani vương quang minh chiếu sáng ba mây mani vương vân bóng rủ xuống bốn mây mani vương các tạo báu hiện tượng bồ tát năm mây mani vương khen ngợi danh hiệu của tất cả chư phật mười phương ba đời 6. Mây Mani Vương quang minh mãnh liệt chiếu khắp tất cả đạo tràng cõi Phật. 7. Mây Mani Vương quang minh chiếu mười phương đủ thứ sự biến hóa. 8. Mây Mani Vương khen ngợi công đức của tất cả Bồ Tát, khen ngợi Bồ Tát đại trí văn thù sư lợi, Ngài là trí huệ bậc nhất, khen ngợi Bồ Tát đại hạnh phổ hiền, Ngài là hạnh môn bậc nhất, khen ngợi Bồ Tát đại bi quá thế âm, Ngài là tâm bi bậc nhất khen ngợi Bồ Tát đại nguyện địa tạng, ngài là nguyện lực bậc nhất. 9. Mây Mani Vương quang minh mãnh liệt như mặt trời. 10. Mây Mani Vương âm thanh duyệt ý lạc, nghe khắp mười phương pháp giới. Các mưa, mười thứ mây đại Mani Vương rồi, trong các lỗ chân lông của tất cả như lai, đều phóng ra quang minh, ở trong quang minh nói bài kệ rằng. Vì đại thần thông lực của chư Phật và sức tam muội của Bồ Tát phổ hiển bà khắp mưa xuống mười thứ mây đại mani vương trong mỗi lỗ chân lông của tất cả chư phật mười phương ba đời đều phóng đại quang minh ở trong quang minh nói ra bài kệ phổ hiền ở khắp trong các cõi ngồi hoa sen báu chúng đều thấy tất cả thần thông đều hiện ra vô lượng tam muội đều vào được hạnh lực và nguyện lực của bồ tát phổ hiền tận hư không biến pháp giới nơi nơi đều đầy khắp cho nên ở khắp trong mười phương tất cả cõi Phật. Ở trong đạo tràng hiện thân ngồi trên tòa sư tử liên hoa tạng bóng, phàm là chúng sinh có duyên đều nhìn thấy được tôn nhan của Ngài. Ngài vào tam muội nhất thiết chư Phật tỉnh vô giá na như lai tạng thân, hết thầy tất cả thần thông đều hiện ra, hết thầy vô lượng tam muội đều vào được trong định này. Phổ hiền luôn dùng đủ thứ thân, khắp cùng pháp giới đều đầy dẫy, sức tam muội thần thông phương tiện Biên âm rộng lớn đều vô ngại. Bồ Tát phổ hiện luôn thị hiện đủ thứ thân để giáo hóa chúng sinh, hết thầy pháp giới đều đầy rẫy, định lực thần thông phương tiện của ngài dùng âm thanh viên mãn, luôn luôn bày tướng lưỡi rộng dài vì tất cả chúng sinh sẽ nói diệu pháp viên mãn vô ngại. Chỗ chư Phật trong tất cả cõi, đủ thứ tác muội hiện thần thông, mỗi thứ thần thông các hết thầy, mười phương cõi nước chẳng bỏ sót đạo tràng của hết thầy mười phương chư Phật, phổ Hiền, Bồ Tát đều dùng đủ thứ tác muội hiện ra đủ thứ thần thông, bất cứ thứ thần thông nào cũng đều đến các mười phương pháp giới, ngài lại có thể đến mười phương cõi nước để giáo hóa chúng sinh chẳng bỏ sót một cõi nước nào, hết thảy cõi nước đều đầy rẫy sức thần thông của ngài. Như chỗ như lai tất cả cõi, trong bụi cõi đó đều như vậy, sở hiện tác muội việc thần thông do nguyện được tỷ lô giá na. Giống như tất cả thế giới hải, tất cả cõi nước chư Phật, tất cả chỗ của Như Lai, trong hết thảy hạt bụi cõi nước đó, đều có chư Phật đang ở trong đó, truyền đại pháp luân giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát Phổ Hiền hiện đại thần thông trong các cõi đều như vậy, tam muội và thần thông của Ngài hiện đều do nguyện lực của Phật tỷ lô giá na gia bị, và cũng do chính Ngài tinh tấn nỗ lực tu hạnh môn và nguyện lực của chư Phật tu cho nên mới có sức thần thông diệu dụng biến hóa vô cùng như thế. Thần tướng phổ hiền như hư không, trụ nơi trần như chẳng cõi nước, tùy tâm ưa thích của chúng sinh, thần thị hiện khắp đồng tất cả. Pháp thần của Phật như hư không, pháp thần của Bồ Tát phổ hiển cũng thanh tịnh giống như hư không, pháp thân của Ngài nương trần như mà trụ, chứ chẳng nương cõi nước nào mà trụ. Pháp thân của Ngài vô tại vô bất tại, tùy tâm ưa thích của tất cả chúng sinh mà thị hiện thân khắp để làm cho chúng sinh được mãn nguyện, phổ hiền an trụ các đại nguyện, hoạch được vô lượng thần thông lực, tất cả thân Phật hết thảy cõi, thảy đều hiện thân mà đến đó. Nguyện lực của Bồ Tát phổ hiền rộng lớn vô biên, ngài an trụ trong các đại nguyện đắc được vô lượng vô biên thần thông lực, thứ thần thông lực này các Bồ Tát khác không thể so sánh được. Tất cả thân Phật hết thảy cõi nước Bồ Tát Phổ Hiền đều hiện thân đến chỗ Phật để cúng dường Phật, lễ kính Phật, gần gũi Phật, khen ngợi Phật. Tất cả biển chúng không bờ mé, phân thân trụ đó cũng vô lượng, cõi nước hóa hiện đều nghiêm tịnh, trong một sát na thấy nhiều kiếp. Tất cả biển chúng sinh và thế giới hải chẳng có bờ mé, Bồ Tát Phổ Hiền phân thân trụ ở đó cũng vô lượng vô biên, nguyện lực của Ngài hóa thành cõi nước đều là trang nghiêm thanh tịnh, lại có thể trong một sát na thấy được cảnh giới vô lượng đại kiếp. Phổ hiền an trụ tất cả cõi, thần thông hiện ra không ai bằng, chấn động mười phương khác hết thảy, khiến ai quán ngài đều được thấy. Bồ Tát Phổ Hiền An Trụ ở trong hết thảy cõi nước chư Phật, thần thông sở hiện thắng hơn thần thông của các Bồ Tát khác. Thần thông lực này chấn động mười phương pháp giới, chẳng có nơi nào mà chẳng có, khiến cho tất cả chúng sinh có duyên đều quán thấy được pháp thân của ngài. Nhất thiết trí lực phật công đức, đủ thứ hước đại pháp đều thành mãn, dùng các tam muội môn phương tiện thị hiện hạnh bồ đề thủa xưa. Bồ tát phổ hiền, ngài đầy đủ nhất thiết trí huệ lực và công đức của tất cả chư Phật, đủ thứ hước đại pháp của chư Phật, ngài đã tu thành tựu viên mãn, ngài lại dùng tất cả tam muội pháp môn phương tiện để thị hiện hạnh môn bồ đề mà ngài tu thuật xưa như vậy tự tại không nghĩ bàn mười phương cõi nước đều thị hiện vì hiền khắp vào các tác muội trong mây phật quang khen công đức sức thần thông tự tại không thể nghĩ bàn của bồ tát phổ hiền như vậy ở trong mười phương cõi nước đều thị hiện vì hiền khắp vào tất cả sức tác muội cho nên tất cả chư phật phóng ra đủ thứ mây quang minh trong mây khen ngợi công đức của bồ tát phổ hiền Bây giờ tất cả chúng Bồ Tát đều hướng về Bồ Tát Phổ Hiền, chắp tay chiêm ngưỡng nương thần lực của Đức Phật đồng thanh khen rằng: Sau khi Phật dùng mây quang minh khen ngợi công đức của Bồ Tát Phổ Hiền rồi, hết thảy Bồ Tát nhiều như số hạt bụi thế giới hài đều hướng về Bồ Tát Phổ Hiền, chắp tay cung kính, mắt chiêm ngưỡng chẳng tạm rời. Mỗi vị Bồ Tát đều nương đại oai thần lực của Phật, khác miệng cùng lời khen ngợi Bồ Tát Phổ Hiền mà nói ra bài kệ. Từ các Phật Pháp mà sinh ra cũng do như lai phát nguyện lực, trần như bình đẳng hư không tạo, ông đã nghiêm tịnh Pháp thân này. Bồ Tát Phổ Hiền là từ trong hết thảy Phật Pháp mà sinh ra cũng do mười phương ba đời tất cả chư Phật phát nguyện lực mà thành tựu Pháp thân của Ngài là chân như bình đẳng như hư không tạo, Ngài đã đắc được Pháp thân trang nghiêm thanh tịnh. Trong chúng hội tất cả cõi Phật, Phổ Hiền khắp trụ ở trong đó công đức trí tuệ biển quang minh chiếu khắp mười phương thầy đều thấy trong hết thầy chúng hội đạo tràng tất cả cõi nước chư phật đều có bồ tát phổ hiền ở tại đó tùy hỷ tham gia pháp hội công đức và biển trí huệ quang minh bình đẳng chiếu khắp mười phương chẳng có một nơi nào mà chẳng thấy bồ tát phổ hiền biển công đức phổ hiền rộng lớn khắp trụ mười phương gần mũi phật trong tất cả bụi hết thầy cõi đều đi đến đó mà hiển hiện, hiện công đức của Bồ Tát Phổ Hiền rộng lớn vô biên như biển cả. Ngài khắp đi đến mười phương cõi nước để gần gũi tất cả chư Phật. Trong mỗi hạt bụi, hết thảy cõi nước, nhiều như số hạt bụi thế giới hài, Ngài đều đi đến để vì chúng sinh nói Pháp hay hiện hiện ra Pháp thân của Ngài, khiến cho chúng sinh có duyên đều thấy được. Phật tử chúng tôi thường thấy ông, đều gần gũi các đức như lai, trụ trong tam muội cảnh chân thật, tất cả cõi, số kiếp hạt bụi đệ tử của Phật chỉ Bồ Tát Phổ Hiền mà nói, chúng tôi thường thấy ông đều đến gần gũi hết thảy các đức Phật, cho nên công đức của ông vô lượng vô biên, ông trụ ở trong tam muội cảnh chân thật, trong tất cả cõi nước, thời gian số kiếp, nhiều như bụi đều giáo hóa chúng sinh. Phật tử hay dùng thân phổ khắc, đều đến mười phương các cõi nước, chúng sinh như biển đều tế độ, pháp giới hạt bụi đâu chẳng vào. Đệ tử của Phật ông hay dùng pháp thân phổ khắp đều đến mười phương các cõi nước để giáo hóa chúng sinh tuy chúng sinh nhiều như biển cả nhưng ông đều tế độ hết trong mười phương pháp giới hết thầy cõi nước trong mỗi hạt bụi ông đều ở trong đó truyền đại pháp luân thật là công đức vô lượng và trong pháp giới tất cả bụi pháp thân vô tận chẳng khác biệt ví như hư không pháp cùng hết diễn nói pháp như lai rộng lớn Bồ Tát phổ hiện vào trong mỗi hạt bụi trong mười phương pháp giới. Pháp thân của Ngài cũng vô cùng vô tận, chẳng có khác biệt. Giống như hư không, khắp của mọi nơi mà thường diễn nói diệu pháp rộng lớn của chư Phật. Tất cả công đức, trí huệ quang, như mây rộng lớn sức thủ thắng, trong biển chúng sinh đều đi đến, nói pháp Phật tu chẳng gì bằng. Bồ Tát Phổ Hiền đầy đủ tất cả công đức và tất cả trí huệ quang mình. Ngài giống như vầng mới rộng lớn, sức lực đặc biệt thủ thắng. Hết thảy tất cả biển chúng sinh, Ngài đều đến trước, để vì họ diễn nói pháp môn tu hành của chư Phật. Pháp đó là pháp hơn hết, chẳng pháp nào sánh bằng. Vì độ chúng sinh trong biển kiếp, phổ hiền, thắng hạnh đều tu tập. Diễn tất cả pháp như mây lớn, pháp âm rộng lớn đâu chẳng nghe. Bồ Tát phổ hiền, vì độ tất cả chúng sinh mà trong vô lượng biển đại kiếp, hạnh môn thủ thắng phổ hiền đều tu tập viên mãn, hãy diễn nói tất cả Phật Pháp như mây lớn phổ khắp mười phương Pháp giới, âm thanh đó rộng lớn, chấn động hết thảy cõi nước, chẳng có nơi nào mà chẳng nghe được diệu âm đó. Cõi nước được thành lập ra sao, chư Phật ra đời như thế nào, và hết thảy tất cả chúng sinh, xin hãy tùy thuận nói như thật. Bồ Tát Phổ Hiền có thể diễn nói nhân duyên thành lập của mỗi cõi nước, và cho biết nhân duyên vì sao tất cả chư Phật xuất hiện ra đời. Và tất cả, chủng loại chúng sinh, tuy nhiều như biển cả mà Ngài đều biết đều thấy, xin Ngài hãy tùy thuận tâm ý của chúng sinh mà diễn nói nghĩa chân thật của Phật Pháp. Trong vô lượng biển đại chúng này, đều cung kính ở trước phổ hiền, vì truyền diệu Pháp lần thành tịnh, tất cả chư Phật đều tùy hỷ, tận hư không biến Pháp giới có vô lượng vô biên đại chúng, nhiều như biển cả. Họ đều đang ở trước Bồ Tát Phổ Hiền, cung kính đợi nghe Pháp. Hy vọng ông hãy vì họ truyền diệu Pháp Vân Thanh Tịnh. Chẳng những chúng tôi các Bồ Tát hoan hỷ ông nói Pháp, mà mười phương chư Phật cũng đều tùy hỷ ông nói Pháp.